Và bên cạnh đó, trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta cũng đón chào sự xuất hiện của diễn viên Lãnh Thanh cũng đang đến đây để nói lời chúc mừng với ekip làm phim, đạo diễn và nhà sản xuất của chúng tôi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Lãnh Thanh rất nhiều. Dạ, năm anh em siêu nhân ơi. Dạ, Khả Như đang chờ. Khả Như đang chờ chụp ảnh với năm anh em siêu nhân. Dạ, cờ, nghệ sĩ Tú Nguyễn Trọng nấu cờ. Anh Hữu Châu cùng với anh Nguyên Khánh, anh Xuân Nghị cùng hai bé. Dạ, bây giờ xin mời các nghệ sĩ của chúng ta tiếp tục di chuyển về phía khu vực và các nước bên trong này ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Hy vọng là sẽ xuất hiện ngày hôm nay của chị ấy cũng sẽ mang lại may mắn dành cho bộ phim Nắng Ba Lời Hứa Của Cha.